Chào mừng các bạn đến với bình luận viên Hải Thanh History với những câu chuyện về lịch sử và con người. Từ Cấm Thành ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc thường mở cửa vào buổi sáng và đóng cửa vào khoảng 5 giờ chiều hàng ngày. Mặc dù là di tích này đã mở cửa cho công chúng từ rất là lâu rồi, rất là nhiều năm qua, nhưng mà nguyên tắc vừa trên thì chưa bao giờ thay đổi. Hơn nữa thì không phải tất cả những khu vực trong Tử Cấm Thành đều mở cửa cho công chúng. Một số nơi bên trong Tử Cấm Thành vẫn được coi là vùng cấm đối với người ngoài. Lãnh cung là một trong số những khu vực như vậy. Lãnh cung cũng chẳng còn là khái niệm xa lạ với khán giả theo dõi các bộ phim. Đây là nơi giam cầm những phi tử thất sủng. Sau này thì thường không một ai trong số họ được gặp lại nhà vua hoặc là trở lại cuộc sống bình thường như trước. Các phi tử bị nhốt vào trong lãnh cung chẳng khác nào là phải ngồi tù chung thân, cả đời không còn cơ hội được gặp hoàng đế một lần nữa. Vậy lãnh cung nằm ở đâu và điều kiện ở trong đó ra sao? Thời xưa thì hoàng đế của các triều đại phong kiến Trung Quốc coi Tử Cấm Thành là nơi linh thiêng, chỉ dành cho chân mệnh thiên tử. Dân thường thì không được phép lui tới, cuộc sống và không gian bên trong Tử Cấm Thành vì thế trở nên vô cùng bí ẩn. Tử Cấm Thành có vô số phòng ốc mà người ta cho rằng nếu mà một thái tử mỗi đêm ngủ trong một căn phòng thì phải mất hơn 20 năm mới ngủ hết được các phòng trong Tử Cấm Thành. Tuy nhiên không phải nơi nào trong Tử Cấm Thành rộng lớn cũng được trang hoàng lộng lẫy, dập dìu người qua lại. Các hoàng đế Trung Quốc xưa luôn tuyển cho mình rất nhiều cung tần mỹ nữ. Một số được hoàng đế yêu chiều cho hưởng vinh hoa phú quý, một số khác bị lãng quên nên phải sống ở trong lãnh cung lạnh lẽo. Một nữ nhân không được hoàng đế coi trọng bị đưa vào lãnh cung đồng nghĩa với việc sẽ không nhận được sự kính trọng của người khác, chẳng có kẻ hầu người hạ. Nếu không có xuất thân vững vàng hay có cơ hội, đa phần họ sẽ không có kết cục tốt đẹp. Ngoài những phi tần bị thất sủng, lãnh cung còn là nơi ở của những quá phụ ở trong cung. Nhiều mỹ nữ tiến cung khi tuổi đời còn khá trẻ, nhiều người khi hoàng đế băng hà cũng chỉ mới 18 đôi mươi. Tuy nhiên, theo quy định hà khắc của các triều đại phong kiến, cuộc đời sau này của họ sẽ chỉ sống để thờ chồng chứ không được phép lấy chồng khác. Vì thế, sau khi hoàng đế mất, những cung tần mỹ nữ này thường bị đẩy vào những cung cấm. Từ nhiều năm nay, Tử Cấm Thành đã mở cửa để đón người dân và du khách đến tham quan. Nhiều người đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguy nga tráng lệ của quần thể cung điện rộng lớn bậc nhất thế giới, cảm nhận được cả chí khí của các bậc đế vương một thời. Tuy nhiên, có một số nơi trong Tử Cấm Thành bao năm nay vẫn cửa đóng then cài, không bao giờ mở cửa cho khách tham quan, và lãnh cung là một trong số đó. Nhiều người chỉ biết đến hình ảnh lãnh cung qua các bộ phim. Trong hình dung của nhiều người, lãnh cung vì thế là một nơi tồi tàn, có vài tấm ván phủ đầy bụi đậm và màng nhện. Trong không gian lạnh lẽo, ánh đèn mờ ảo, phi tần, cung nữ, đầu tóc bù xù, thất vọng, trông ngóng ai đó đến cứu mình. Việc không được vào các lãnh cung tham quan khiến nhiều người tò mò, không hiểu bên trong các lãnh cung thực sự ra sao và ẩn chứa những điều gì. Có người phỏng đoán rằng lãnh cung chẳng khác nào địa ngục chốn cung đình thời xưa. Nhiều cung tần mỹ nữ bị đầy vào lãnh cung đem lòng ân oán để mà tự tử. Nhiều người tuyệt vọng đến phát điên hoặc là chết trong cô đơn. Theo quan niệm thời xưa, việc đến thăm những nơi lạnh lẽo như vậy sẽ không tốt vì nơi đây âm khí nặng nề. Một số ý kiến khác thì đưa ra những nhận định mang tính khoa học hơn. Ví dụ như là các lãnh cung lạnh lẽo vốn đơn sơ, không có người qua lại, qua nhiều năm tích tụ nhiều khí độc hại sẽ không tốt cho du khách một khi nó được mở cửa. Nếu nhìn theo trục trung tâm thì có thể chia Tử Cấm Thành làm hai phần phía trước và phía sau. Phần phía trước để hoàng đế lo việc triều chính, đồng thời cũng là nơi lưu giữ những thư tịch sách vở quan trọng. Phần phía sau chính là hậu cung, là nơi ở của vua, của hoàng hậu, hoàng tử, công chúa và những người hoàng thân quốc thích. Ngoài ra, các thiết chế cần thiết cho cuộc sống như là nhà bếp, thái y viện cũng nằm ở khu vực này. Nếu mà theo quy tắc đó, nhiều người hiểu lãnh cung sẽ được bố trí ở khu vực phía sau của Tử Cấm Thành, ở nơi xa xôi và hoang vắng nhất. Tuy nhiên, trên thực tế, trong Tử Cấm Thành không có một vị trí cụ thể nào cho các lãnh cung. Thời nhà Minh thì vua Vạn Lịch từng giam phi tần của mình trong cung Cảnh Dương. Vua Quang Tự, hoàng đế nhà Thanh thì lại đầy chân phi của mình vào Cảnh Kỳ Các. Các nơi này vì thế được coi là lãnh cung trong triều đại đó. Và trong nhiều triều đại, nơi ở của những phi tần bị thất sủng không được công khai nên cũng không thể xác định được lãnh cung của triều đại nào đó cụ thể thì nằm ở vị trí chính xác như thế nào. Trong một cuốn sách của mình, vua Phổ Nghi, hoàng đế cuối cùng trong lịch sử phong kiến Trung Quốc đã viết rằng lãnh cung chỉ là cách gọi chung những nơi ở hoặc là giam giữ những phi tần bị hoàng đế phế bỏ, và nó có thể là bất kỳ một căn phòng nào ở trong các cung điện. Lãnh cung không phải là một địa điểm cố định. Các phi tần bị đưa vào lãnh cung như một hình thức chịu phạt, cuộc sống vô cùng khổ sở. Đến cuối đời nhà Thanh, nhiều lãnh cung càng trở nên hoang tàn vì ngân khố triều đình trống rỗng. Hoàng đế gần như bỏ mặc những nơi này, chẳng còn đầu tư hay là tu bổ gì nữa.
Như vậy là có thể hiểu, tùy từng triều đại mà lãnh cung lại ở những vị trí khác nhau. Thông tin mà hoàng đế Phổ Nghi đề cập cũng đã được bảo tàng cố cung xác thực. Vậy điều kiện sống, ăn ở, sinh hoạt ở trong lãnh cung như thế nào? Lãnh cung có thể coi là nơi mà người ta vứt bỏ, vì không được tu sửa trong quãng thời gian dài nên cực kỳ ẩm thấp, đổ nát, không có cửa để có thể đem ra so sánh với những chỗ ở của một phi tử bình thường. Không những thế, môi trường sống xung quanh cũng tiềm tàng nhiều yếu tố gây bệnh, làm hại tới sức khỏe con người. Một trong những đãi ngộ tệ bạc nhất diễn ra hàng ngày tại lãnh cung đến từ các thái giám và cung nữ. Ngày nay thì các bộ phim cũng đã khắc họa rõ nét những nhân vật với đầy đủ các chiêu trò tàn nhẫn trong hậu cung. Một khi mà bị thất thế, chắc chắn sẽ chẳng còn ai đếm xỉa tới họ nữa. Đó là kết cục chung của các phi tần bị thất sủng. Vậy nên, sau khi bị đẩy vào lãnh cung, họ chỉ có thể sống bằng sức mình, bên cạnh chẳng còn sự hầu hạ của các thái giám hay là cung nữ. Không dừng lại ở đó, thái giám và cung nữ ở đây vốn đã chịu nhiều uất ức trong thời gian dài, cũng sẽ nhân cơ hội để ức hiếp các phi tử này và qua đó chút giận. Bởi suy cho cùng, chủ nhân của họ cũng đã bị hoàng đế ruồng bỏ. Môi trường sống thì kém đến mức các vật dụng sinh hoạt bình thường cũng không có. Ngay cả những vật sử dụng hàng ngày đều nhờ người khác mang từ bên ngoài vào. Nói một cách khác, nếu không có ai mang đồ tới thì chỉ có thể nằm chờ chết ở đây. Ăn uống, vệ sinh đều chả ai quan tâm. Tệ bạc chẳng khác nào điều kiện ở trong nhà lao. Ngoài ra, trong lãnh cung thông thường có rất ít người. Thậm chí là phần lớn thời gian chỉ có một mình vị phi tử bị thất sủng kia. Và chúng ta đều biết rằng, con người mà khi ở một mình quá lâu chắc chắn sẽ dẫn đến muộn phiền u uất. Vậy nên đối với những người ở đây lâu, đáng sợ nhất chính là nỗi cô đơn. Lâu ngày, ít người giữ vững được tinh thần minh mẫn bình thường. Do đó có thể nói, đây chính là điều mà người bị đẩy vào lãnh cung sợ nhất, là sự dày vò khủng khiếp nhất. Phi tử ngày hôm nay được hoàng đế lựa chọn có thể là điều may mắn nhất, nhưng hôm sau bị ruồng bỏ thì lại là điều bất hạnh nhất. Bởi những chuỗi ngày phía sau đó là những chuỗi ngày sống không bằng chết đang đợi họ. Và tại sao du khách không được vào lãnh cung? So với sự lộng lẫy của những cung điện khác, khung cảnh của lãnh cung chẳng có gì mà đáng quan tâm. Nếu được vào bên trong lãnh cung, du khách sẽ chỉ nhìn thấy những di tích đổ nát và những đồ trang trí bụi bặm. Nhìn cảnh đó thì làm gì ai cảm thấy vui. Trong Tử Cấm Thành ngày nay còn tồn tại nhiều căn phòng nơi từng giam giữ những phi tần cuối cùng của nhà Thanh. Tuy nhiên vì chúng đã bị bỏ hoang từ rất lâu, hiện trạng vô cùng tồi tàn, hư hỏng nghiêm trọng và không đảm bảo yếu tố an toàn, nên nơi đây không bao giờ được mở cửa cho khách tham quan. Việc xây dựng lại lãnh cung lại phức tạp và khó khăn, tốn nhiều kinh phí, trong khi Tử Cấm Thành mênh mang, rộng lớn, vô số cảnh đẹp để tham quan, nên ban quản lý quyết định đóng cửa những căn phòng, những cung điện đó. Những khu vực này vì thế lại ngày càng hoang tàn. Chính đại diện của bảo tàng cố cung đã đưa ra lý giải tương tự. Theo đó, lãnh cung không có nhiều giá trị tham quan. Hơn nữa, nơi đây lại rất tàn tạ, việc tu bổ lại phức tạp và tốn kém. Thế nên, lãnh cung đã trở thành một địa điểm thiếu an toàn. Nếu tham quan có thể đe dọa đến tính mạng của du khách. Và đó là điểm kết trong câu chuyện ngày hôm nay, câu chuyện về lãnh cung dựa trên các nguồn tham khảo khác nhau trên mạng Internet Trung Quốc và Việt Nam. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.